Kiev tuyên bố xóa sổ biệt đội lính dù Nga, Moscow xác nhận chỉ huy trung đoàn 331 hy sinh. Hãng thông tấn UNN dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Tính đến 6 giờ sáng ngày 20 tháng 3, cho hay quân đội Ukraine đã hạ gục một biệt đội trực thuộc trung đoàn dù 331 của Nga. Hiện chỉ còn một binh sĩ duy nhất trong biệt đội này còn sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện. Đây là biệt đội tham gia thực hiện chiến dịch quân sự của Nga theo hướng Kiev. Trước đó, truyền thông nhà nước Nga xác nhận đại tá Sergei Sukharev, chỉ huy trung đoàn lính dù 331 đã hy sinh ở Ukraine cùng một số thành viên khác. Đài truyền hình nhà nước Nga Kostroma dẫn nguồn tin từ Ban chỉ huy quân sự khu vực hôm 18 tháng 3 cho biết đại tá Sergei Sukharev cùng một số thành viên của trung đoàn dù 331 đã hy sinh mạng sống vì an ninh của Nga trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kostroma không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể đại tá Sukharev hy sinh tại Ukraine. Toàn cảnh 4 tuần chiến sự Nga-Ukraine. Các nhà lãnh đạo thế giới đang làm gì? Ngày 19 tháng 3, chiến sự Ukraine đã bước sang tuần thứ tư với giao tranh dữ dội tại thành phố Mariupol bị bao vây, nơi đang là điểm nóng lớn nhất của cuộc chiến. Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng quân đội của nước này ở Mariupol đang chiến đấu với lực lượng Nga để giành lại nhà máy thép Avosta, một trong những nhà máy lớn nhất ở châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Điện Kremlin cố tình tạo ra một thảm họa nhân đạo, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp ông để thảo luận trực tiếp. Cơ quan di trú của Liên Hợp Quốc cho biết cuộc giao tranh đang khiến gần 6,5 triệu người phải di tản bên trong Ukraine, bên cạnh 3,2 triệu người tị nạn đã rời khỏi đất nước Ukraine, cho biết hàng nghìn người đã không qua khỏi. Dưới đây là một số điều chính cần biết về chiến sự Ukraine. Điều gì đang xảy ra trên bộ? Ukraine ngày 19 tháng 3 thông báo rằng 10 hành lang nhân đạo đã được thống nhất với người Nga, một từ Mariupol, một số ở vùng Kiev và một số ở vùng Lugansk. Việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo cũng được lên kế hoạch cho thành phố Kherson, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tại Mariupol, quân đội Ukraine đang mất quyền kiểm soát nhà máy thép Avosta, quan trọng, hiện đã bị hư hại nặng nề, cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết. Ông Vadim Denisenko cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 19 tháng 3 rằng bây giờ có một cuộc chiến ở Azovsta. Hàng chục dân thường đã không qua khỏi và bị thương do hậu quả của các cuộc tấn công trong 24 giờ qua ở khu vực phía đông Donetsk. Cảnh sát Ukraine cho biết hôm thứ Bảy, ít nhất 37 tòa nhà, dân cư và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại trong các cuộc tấn công. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong bài phát biểu video vào tối 18 tháng 3 trước toàn quốc rằng hơn 9.000 người đã có thể rời khỏi Mariupol trong ngày qua và hơn 180.000 người đã có thể tháo chạy qua các hành lang nhân đạo. Ngày 19 tháng 3, quân đội Nga đưa tin rằng lần đầu tiên họ đã sử dụng tên lửa siêu thanh mới nhất của mình ở Ukraine. Thiếu tá Igor Konashenko cho biết, tên lửa Kinza đã phá hủy một nhà kho dưới lòng đất lưu trữ tên lửa và đạn dược hàng không của Ukraine ở khu vực Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine. Lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài 38 giờ và đã được ban bố tại thành phố Zaporizhia, miền đông nam nước này, kéo dài từ 4 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày 19 tháng 3 cho đến 6 giờ sáng ngày 21 tháng 3. Các quan chức cho biết hai cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vùng ngoại ô của thành phố một ngày trước đó đã khiến 9 người không qua khỏi. Chính quyền địa phương ở đó cho biết họ vẫn tiếp tục sơ tán người dân khỏi các khu vực quân Nga đang kiểm soát. Các nhà lãnh đạo thế giới đang làm gì? Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc thảo luận trong gần 2 giờ đồng hồ qua video hôm 18 tháng 3. Mỹ muốn ngăn chặn Bắc Kinh cung cấp viện trợ quân sự hoặc kinh tế cho các hoạt động của Nga ở Ukraine. Ông Biden mô tả những hậu quả mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt từ Mỹ nếu họ cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc kinh tế Nga. Về phần mình, ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ và Nga đàm phán và cho rằng Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này. Hôm 19 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại trách nhiệm của NATO về cuộc chiến và chỉ trích các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Ông Li Zucheng cho rằng NATO, vết tích chiến tranh lạnh và sự mở rộng của khối này có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp, có thể chiêm nghiệm từ một cường quốc lớn như Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thúc giục ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc điện đàm ngày 18 tháng 3 với Tổng thống Putin. Văn phòng của ông Macron cho biết ông Putin đã chỉ trích vai trò của Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã thúc ép ông Putin ngừng bắn trong cuộc trao đổi ngày 18 tháng 3. Ông Biden có kế hoạch đến châu Âu vào tuần tới để hội đàm với nhà lãnh đạo châu Âu về chiến sự Nga-Ukraine và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO bất thường tại Brussels. Đàm phán Nga-Ukraine đang đi về đâu? Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga cho biết các bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận về quy chế trung lập đối với Ukraine, một trong những yêu cầu chính của Nga khi cuộc tấn công của họ tiếp tục. Ngày 18 tháng 3, ông Vladimir Medensky cho biết rằng các bên cũng đã thu hẹp sự khác biệt của họ về vấn đề Ukraine.
từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng Mykhailo Podolak, cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky đã tweet rằng vị trí của chúng tôi không thay đổi, ngừng bắn, rút quân và đảm bảo an ninh với các công thức cụ thể. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh cáo buộc ông Putin sử dụng đàm phán như một màn khói đánh lừa trong khi Nga vẫn tăng cường các hoạt động quân sự dữ dội hơn ở Ukraine. Bà Liz Truss nói với tờ Times of London rằng rất nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của Nga trong các cuộc đàm phán, cáo buộc các lực lượng Nga đang cố gắng tạo không gian để tập hợp lại và ngăn chặn chiến dịch bị đình trệ của họ. Thế giới phản ứng với chiến tranh như thế nào? Mỹ và các đồng minh đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích làm tê liệt nền kinh tế Nga. Hàng trăm công ty quốc tế đã thông báo rằng họ đang ngừng hoạt động ở Nga và những công ty ở lại đang chịu áp lực rút lui. Các cơ quan cứu trợ đang tăng cường nỗ lực cung cấp hàng cứu trợ cho dân thường bị ảnh hưởng bởi giao tranh và những người tị nạn đã rời khỏi Ukraine. Thành phố Rzeszów của Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 60 dặm, tương đương với 100 km, đã trở thành một trung tâm nhân đạo của khu vực. Theo Reuters, Mỹ đã nêu vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho Ukraine. Giao Sherman với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức Mỹ và các đồng minh có thể tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ý tưởng này chắc chắn bị Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa bình luận về bất cứ gợi ý hay đề xuất nào liên quan tới việc chuyển hệ thống S-400 cho Ukraine. Việc Ankara mua hệ thống S-400 của Nga sản xuất là vấn đề gây tranh cãi giữa hai đồng minh NATO. Các nguồn tin và nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bất kỳ đề xuất nào như vậy cũng sẽ không khả thi do các vấn đề từ trở ngại kỹ thuật liên quan đến lắp đặt và vận hành S-400 ở Ukraine đến những lo ngại chính trị như đòn đáp trả mà Ankara có thể phải đối mặt từ Moscow. Washington đã nhiều lần yêu cầu Ankara loại bỏ các tổ hợp phòng không do Nga chế tạo kể từ lần nhận bàn giao đầu tiên vào tháng 7 năm 2019. Mỹ sau đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và loại Ankara khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này buộc phải lựa chọn S-400 vì các đồng minh không cung cấp vũ khí với điều kiện thỏa đáng.